toàn cho đến khi đèn hiệu cả nhà an toàn được tắt và cửa máy bay được mở. Phi quán vui lòng mang theo tất cả hành lý khi rời khỏi máy bay. Ngoài ra, những hành khách nào đã đặt xe lăn, phi quán vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ. Ra máy bay sau cùng và đợi tiếp viên đến hướng dẫn thêm. Thay mặt cơ trưởng và toàn thể phi hành đoàn. Thank you.
Thank you.